Chào các bạn đã đến với buổi giảng ngày hôm nay. Trong bài giảng này thì mình sẽ chia sẻ tiếp tục về mẫu plan content cho fanpage, trong việc triển khai content cho fanpage một cách hiệu quả mà mình thường hay sử dụng. Nào, cùng bắt đầu nhé. Đây là một mẫu content trên fanpage mình thường hay sử dụng. Thì mình có các sheet ở đây. Thì sheet đầu tiên là về tổng quan. Thì tại đây là một trang để mình có thể nhìn vào, mình có thể biết được sản phẩm của fanpage mình gồm có những sản phẩm nào nè. Rồi ngân sách cho chiến dịch của mình sẽ là ngân sách như thế nào, theo tháng như thế nào, theo quý như thế nào, theo năm như thế nào. Và nhân sự triển khai ở trong đây gồm có những ai. Thì ví dụ như là có content manager là mình, thì mình sẽ điền vào đây. Rồi có các bạn nhân viên content là ai, rồi copywriter là ai, hoặc là designer là ai, vân vân. Và ngoài ra các bạn hoàn toàn có thể điền thêm một ô về lượt like hoặc là thông tin các báo cáo về fanpage để cho toàn bộ nhân viên có thể nắm được thông tin của fanpage cũng rất là tốt. Sheet thứ hai là về khách hàng. Thì như mình đã nói lúc nãy rồi, thì đây là bước mà chúng ta sẽ xác định được những đối tượng khách hàng mục tiêu của mình, những nhóm công chúng mục tiêu của fanpage mà mình hướng đến là ai. Thì sau khi mà chúng ta nghiên cứu được fanpage của chúng ta và nhóm khách hàng mục tiêu của chúng ta rồi, thì bắt đầu chúng ta sẽ lên danh sách các insight của khách hàng. Các bạn hoàn toàn có thể tạo danh sách này thành một trang riêng ha, và không cần phải để ở trong đây. Nhưng mà chúng ta nên để một số những insight chính để có thể hình thành ra những nhóm khách hàng này. Thì đôi khi là với một sản phẩm nào đó chúng ta sẽ có một đối tượng khách hàng nào đó, nhưng mà trong doanh nghiệp thì thường có nhiều sản phẩm thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra được rất là nhiều bảng như thế này. Thì mỗi bảng chúng ta sẽ tìm hiểu là đối tượng của chúng ta là ai, chủ đề mà họ quan tâm là gì, các concept viết bài, các định dạng content như thế nào. Và việc của chúng ta là với mỗi đối tượng content này chúng ta sẽ triển khai chiến dịch với bid idea như thế nào cho phù hợp. Phần tiếp theo là concept viết bài. Mình biết là đôi khi có những ý tưởng không phù hợp với những giai đoạn nào đó, hoặc là không phù hợp với một chiến dịch big idea của thương hiệu. Nhưng mà bạn hoàn toàn có thể là liệt kê thật là nhiều và tạo thêm một cột là chọn lọc lại nội dung theo từng giai đoạn để triển khai big idea cho một chiến dịch sản phẩm nào đó của doanh nghiệp. Tiếp đến là big idea. Thì đây là một phần rất là hay mà mình rất là thích. Khi mà có được một ý tưởng big idea được cả teamwork duyệt rồi, thì bắt đầu chúng ta sẽ tạo ra một bảng như thế này. Và bảng triển khai big idea này là như sau. Chúng ta sẽ đưa vào tên thông tin, tên sản phẩm, tên ngành hàng của mình. Thì đây là những thông tin cơ bản thôi, để mọi người đều có thể nắm được thông tin về sản phẩm chạy trong chiến dịch big idea này. Tiếp đến là chúng ta sẽ triển khai về thông tin sản phẩm. Thì đối với một số big idea thì thương hiệu của chúng ta chỉ tập trung vào một sản phẩm nhất định thôi. Thì chúng ta có thể điền những mô tả tên sản phẩm, mô tả cụ thể. Và sau khi mà chúng ta đã tìm hiểu đối thủ cạnh tranh rồi thì chúng ta cũng có thể liệt kê tên của thương hiệu đó ở đây, hoặc là những phân tích thương hiệu đó ở đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ đưa ra được một USP về sản phẩm để tạo ra một lợi thế cạnh tranh trong big idea của mình. Phần tiếp theo đó chính là chúng ta đi vào chi tiết trong chiến dịch Big Idea. Thì tại đây chúng ta sẽ xác định mục đích, mục tiêu của chiến dịch. Mục đích này là chúng ta muốn tạo ra chuyển đổi như thế nào, tiếp cận được bao nhiêu người và đạt được những thành tựu gì. Ngoài ra thì chúng ta phải xác định được nhóm công chúng mục tiêu của Big Idea này. Đôi khi là nhóm công chúng mục tiêu này sẽ chỉ là một tệp nhỏ trong nhóm công chúng mục tiêu của cả fanpage. Mình lấy ví dụ như là nhãn hiệu Beauty Hunter. Thì trong chiến dịch Beauty Hunter đi để trở về thì họ sẽ hướng đến những tệp khách hàng là những người trẻ. Trong khi là có rất nhiều sản phẩm của họ dành cho người lớn, người già, trẻ em v.v. Bởi vì vậy mà chúng ta sẽ xác định về độ tuổi, sở thích, hành vi của khách hàng như thế nào để phù hợp cho chiến dịch Big Idea này. Ngoài ra thì còn một yếu tố cực kỳ quan trọng nữa, đó chính là slogan. Chúng ta hãy cố gắng tạo ra được một slogan Big Idea trong chiến dịch này của thương hiệu của chúng ta. Tiếp đến là các từ khóa. Các từ khóa ở đây là các bạn hãy cố gắng liệt kê ra các từ khóa mà nhóm khách hàng mục tiêu của chúng ta có thể tìm kiếm, hoặc là họ sẽ quan tâm đến chiến dịch Big Idea của mình. Từ đó chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tìm hiểu về các phong cách, về cách thiết kế, cũng như là thời gian thực hiện hay là ngân sách, hoặc là một số thông tin lưu ý khác. Thì đây là tổng quan một chiến dịch Big Idea mình sẽ triển khai cho doanh nghiệp
Với bất cứ một sản phẩm nào đó thì các bạn hoàn toàn có thể dựa vào plan này để chúng ta chọn một big idea để thực hiện xuyên suốt cho doanh nghiệp của mình. Step tiếp theo là về content campaign. Thì tại bước này thì chúng ta sẽ nghiên cứu các content giúp chúng ta có thể gia tăng lực chuyển đổi. Thì chúng ta lại quay về với nội dung của bài giảng về insight. Thì mình đã chia sẻ với các bạn về cách áp dụng 3 tử huyệt cảm xúc của con người. Đó chính là về nỗi đau, lòng tham và cảm xúc. Thì tại đây chúng ta cũng sẽ chia 3 cột này ra. Và 3 cột này nói về 3 tử huyệt cảm xúc đó. Và chúng ta sẽ liệt kê thật là nhiều những yếu tố về sản phẩm cũng như là các ý tưởng viết bài hoặc là những link bài viết cũng được ha. Nói về 3 tử huyệt cảm xúc này, mình lấy ví dụ như là mình có một bài viết đánh mạnh về tính năng là an toàn của sản phẩm thì mình sẽ đưa vào đây. Rồi mình có thêm những video về việc là khiến khách hàng cảm thấy an tâm khi sử dụng thì mình cũng đưa vào đây. Ngoài ra về yếu tố lòng tham thì chúng ta có thể đưa ra những content về chiến dịch ưu đãi, khuyến mãi hoặc là phát mã code, voucher v.v. Tiếp đến là về cảm xúc. Thì tại bước này, các dạng content về tử huyệt cảm xúc này chúng ta sẽ gia tăng được cảm xúc cũng như là cái sự khao khát khiến khách hàng muốn có được sản phẩm đó bằng cách là chúng ta đưa ra những content về sự tiện nghi, mua cho chồng, cho con để thể hiện được hết khả năng của mình. Hoặc là các content về trend v.v. Khi mà các bạn dựa vào bản này mà các bạn thực hiện thì chúng ta sẽ có được một bản nghiên cứu tổng quan xem mình đã triển khai được 3 yếu tố insight này chưa. Và qua đó chúng ta sẽ đo lường được là khách hàng của chúng ta sẽ quan tâm, sẽ có insight như thế nào trong xuyên suốt chiến dịch của chúng ta. Tiếp đến là content chạy ads. Sau khi mà chúng ta đã có được các content để chăm bay rồi thì chúng ta sẽ lên các content chạy ads. Thì tại đây có một bảng, đó chính là chúng ta sẽ bắt đầu với danh sách từ khóa sale. Tiếp đến là các công thức viết bài nếu có. Đây là những công thức cơ bản dành cho những người newbie mới bắt đầu thôi. Còn nếu mà bạn đã có khả năng hoặc là có đội nhóm rồi thì cột này có hay không có cũng được. Tiếp đến là định dạng. Định dạng của chúng ta là các bài chạy ad của chúng ta. Chúng ta chạy theo dạng video, bài viết hay là link to web hay là album ảnh. Hay là chúng ta phân phối định dạng như thế nào cho phù hợp với mẫu quảng cáo của chúng ta. Ngoài ra thì về mẫu quảng cáo chạy ad này thì mình sẽ thường vào phần library của Facebook để tìm đối thủ hoặc là cần một gợi ý nào để triển khai cho nhân viên của mình. Hoặc là những người quản lý họ muốn là nhân viên của mình viết theo cái mẫu này thì chúng ta hoàn toàn có thể để link khi mà chúng ta đã tìm hiểu được đối thủ vào đây để nhân viên biết và viết theo cách mà chúng ta muốn. Tiếp đến là về nhân sự thì cột này chúng ta sẽ giao việc cho nhân viên nào thì chúng ta để vào đây thôi. Và sau khi mà nhân sự đã viết bài xong rồi thì chúng ta sẽ để link trong cột này. Các bạn sẽ thấy rằng là rất là đơn giản và chúng ta có thể thấy được toàn bộ chiến dịch của chúng ta triển khai như thế nào. Plan này rất là dễ thực hiện thôi. Nhưng mà trong quá trình mà thực hiện, nếu mà chúng ta có được một plan cụ thể như thế này thì chúng ta sẽ theo sát được chiến dịch và có được những điều chỉnh thích hợp trong mỗi giai đoạn. Ngoài ra thì chúng ta còn rất là nhiều những sheet khác để chúng ta có thể mở ra như là kế hoạch remarketing như thế nào, nhóm khách hàng đã tương tác, nhóm khách hàng đã chăm, hoặc là nhóm lead như thế nào, hoặc là các mẫu content như thế nào chúng ta để ra một sheet riêng để nhân viên có thể tiện theo dõi. Thì đây là một số chia sẻ của mình về plan content triển khai trên Fanspace. Nếu mà có thắc mắc gì thì các bạn hoàn toàn có thể liên hệ trong nhóm học viên của khóa học này nhé.